Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao báo Nhân dân đăng bài của luật sư Hoàng Duy Hùng viết? Đây là bài viết của Nguyễn Quang Duy, bài viết được gửi từ Melbourne, Úc Đại Lợi. Có bạn đọc thắc mắc luật sư Hoàng Duy Hùng từng nổi tiếng chống cộng, ông từng là đảng viên Đảng Đại Việt Cách Mạng và là chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Houston. Vậy vì sao báo Nhân dân ngày 29 tháng 10 năm 2019 cho đăng bài viết Một góc nhìn về tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại? Ông nổi tiếng chống cộng là nhờ năm 1992 về nước bị bắt và bị kết án 15 tháng tù. Đến năm 2011, ông lại về nước với ý định đặt bom tại Sài Gòn nhưng không thành, phải trốn sang Thái Lan. Ông càng nổi tiếng khi chuyển sang hoạt động chính trị Mỹ, trở thành nghị viên thành phố Houston. Tháng 12 năm 2012, ông đại diện thành phố Houston tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Sang đến tháng 3 năm 2013, ông hướng dẫn một phái đoàn nghị viên thành phố Houston thăm Việt Nam. Ông nhiều lần được báo chí và truyền hình Cộng sản ca ngợi như một khuôn mặt chống cộng, nay thay đổi lập trường. Trên diễn đàn Phố Bosa TV, trước khi bài viết được đăng, ông Hùng công khai tuyên bố ông cộng tác với Báo Nhân dân và cộng tác với nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Nội dung bài viết, ông Hùng chỉ trích Đảng Đại Việt Cách Mạng xây dựng trên quan niệm lãnh tụ chế, Đảng Việt Tân sống nhờ tiền quyên góp và kinh doanh giỏi. Ông Nguyễn Hữu Chánh, Đảng Dân Tộc là bịp, ông Đào Minh Quân là phịa, lập chính phủ phường chèo và các chính phủ mọc ra như nấm, bài viết đi đến kết luận. Chuyện đất nước là chuyện hệ trọng, phải cân nhắc kỹ lưỡng và không phải là chuyện đùa hoặc vô tổ chức. Người Việt ở nước ngoài có quá nhiều đảng phái, tổ chức, hội đoàn, chính phủ, nhóm. Không ai phục ai, ai cũng muốn làm lãnh chúa trong giang sơn cái tôi đầy kịch tính của họ. Mà họ còn muốn mang cái quan niệm này về áp dụng cho đất nước thì đó là mầm họa loạn lạc cho dân tộc, đưa đến mất nước. Sự loạn lạc đó đã và đang được chứng minh qua hoạt động chính trị của một số người trong cộng đồng người Việt Nam trên thế giới. Không có quyền, không có tài chính, chỗ nào cũng phân hóa chia năm xẻ bảy, phe này choảng phe kia hàng ngày. Chỗ nào có chút thực quyền và lợi ích như hội đồng thành phố thì nạn chụp mũ, phân hóa như đang xảy ra ở Westminster làm ô nhục cộng đồng gốc Việt. Đa đảng dân chủ kiểu này mang về áp dụng cho Việt Nam thì đất nước sẽ loạn, nước ngoài sẽ lợi dụng phân hóa, nguy cơ mất nước không còn là giả thuyết. Vì thế tôi kêu gọi các bạn trẻ hãy cảnh tỉnh cao độ trước cảnh đa đảng dân chủ loạn cào cào ngày nay, vì đó là sự tiêu vong của dân tộc Việt Nam. Lên tiếng về bài viết, được chương trình Nửa Vòng Trái Đất phỏng vấn, ông Nguyễn Hữu Chánh, Đảng Dân Tộc cho biết ông phải lên tiếng vì bài viết đã xúc phạm đến tổ chức của ông, đến những người đấu tranh và những người hoạt động cộng đồng. Ông Chánh cho biết Đảng Dân Tộc và những người chống cộng đều là những người yêu nước. Ngược lại, Hoàng Duy Hùng thiếu đạo đức chính trị, phản lại lời thề trung thành với Đảng Đại Việt Cách Mạng với Chủ tịch Đảng là ông Hồ Thúc Ký đã đỡ đầu chính trị cho ông Hùng. Ông Hùng ngây thơ tin rằng buông đao thành Phật và có khả năng thuyết phục nhà cầm quyền Hà Nội thay đổi. Ông Hùng phản bội cộng đồng người Việt quốc gia tuyên truyền cho nhà cầm quyền Cộng sản nhằm thực hiện nghị quyết 36. Cái tôi của ông Hùng. Trên diễn đàn Phố Bosa TV, ông Hùng cho biết trước đây ông như con tàu nhỏ đối đầu với con tàu lớn Cộng sản. Còn ngày nay ông thay đổi chiến thuật áp sát con tàu nhỏ của ông vào chiếc tàu lớn để đẩy nó đi theo đúng hướng. Ông Hùng không phải là thuyền nhân tị nạn, chưa từng lênh đênh trên biển nên không lượng được sức của con tàu nhỏ, chỉ cần va nhẹ vào tàu lớn là vỡ tan tành. Ông Hùng cũng chưa từng sống với Cộng sản nên chưa biết trên con tàu Cộng sản chỉ vì không làm vừa lòng tầng lớp lãnh đạo, nhiều đảng viên bị thanh trừng. Đến đời con, đời cháu vẫn còn bị ảnh hưởng.
nhiều người bị thủ tiêu hay bị chết trong tù. Bởi thế đến nay, người dân vẫn tiếp tục rời bỏ con thuyền cộng sản liều chết tìm cách thay đổi cuộc đời như trường hợp của 39 nạn nhân trên chuyến xe tìm đường sang Anh Quốc vừa qua. Ông Hùng may mắn từ nhỏ được cha mẹ đưa sang Mỹ, một xứ sở tự do, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, miễn là tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ. Nhưng việc ông Hùng công khai cộng tác với báo Nhân dân và nhà cầm quyền Hà Nội cho thấy giá trị của tự do và các thế hệ trước đây phải hy sinh để bảo vệ, nay bị cái tôi của ông Hùng phản bội. Chính trị của người Mỹ. Ông Hùng cho rằng người Việt hải ngoại khi có chút thực quyền và lợi ích là xảy ra phân hóa như đang xảy ra tại hội đồng thành phố Westminster, Cali. Là người học ngành luật có tham gia chính trị Mỹ, ông Hùng quên rằng chuyện phân hóa đang xảy ra ngay tại Hạ viện Liên bang, nơi Tổng thống Trump đang bị tiến hành luận tội và đang xảy ra ở nhiều nơi khác trên đất Mỹ. Tranh cãi luận tội và truất phế dân cử là thủ tục dân chủ tuyệt vời được những nhà lập quốc Hoa Kỳ nghĩ ra và ghi vào hiến pháp của Hoa Kỳ. Sinh hoạt của người Việt ở hải ngoại. Nhờ đó nước Mỹ mới giảm thiểu được tệ nạn lạm quyền, tránh được độc đảng và độc tài xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Việt Nam. Sau 30 tháng 4 năm 1975, người Việt bỏ nước ra đi, nơi nào có đông người Việt, nơi đó có sinh hoạt cộng đồng dựa trên tinh thần nguyên tắc bất vụ lợi hay không vì quyền lợi cá nhân. Các sinh hoạt cộng đồng bao gồm các tổ chức tôn giáo, từ thiện, đồng hương, đồng nghiệp, phụ nữ, cao niên, dạy tiếng Việt, hướng đạo, văn nghệ, võ thuật, văn hóa, yểm trợ, đấu tranh, v.v. Và hầu hết người Việt hải ngoại đều có đóng góp tốt cho các sinh hoạt nói trên. Đương nhiên, chính trị là lý do người Việt phải bỏ nước ra đi. Chính nhờ ý thức chính trị luôn gắn liền với sinh hoạt cộng đồng của người Việt hải ngoại mà hơn 44 năm qua, Đảng Cộng sản đã tốn bao công sức nhưng vẫn không kiểm soát được người Việt tự do hải ngoại. Nghị quyết 36 tự chính nó là một dấu hiệu nhìn nhận sự thất bại của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm soát người Việt hải ngoại. Chính nghị quyết 36 đã cho người Việt tự do thấy rõ hơn Hà Nội luôn rình mò mọi sinh hoạt của họ, và vì thế càng phải chống cộng và yểm trợ đấu tranh quốc nội ngày càng tích cực hơn. Cách mạng và chính trị. Một tỷ lệ rất nhỏ những người sinh hoạt cộng đồng tham gia vào các đảng phái hay tổ chức cách mạng hải ngoại. Các tổ chức như Đảng Đại Việt Cách mạng, Đảng Việt Tân, Đảng Dân tộc, bao gồm Đảng Cộng sản, đều là các đảng cách mạng. Bản chất của các đảng cách mạng là đối đầu hay đối kháng đến cùng, nên đương nhiên đa đảng cách mạng sẽ dễ dẫn đến loạn lạc chiến tranh. Lịch sử tranh quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh điều này. Bài viết của ông Hùng trên báo Nhân dân là một bằng chứng mới nhất. Cộng tác với Đảng Cộng sản, ông Hùng sẵn sàng tập trung vào góc nhìn tiêu cực nhất của các đảng cách mạng quốc gia để chỉ trích sinh hoạt chính trị của người Việt ở hải ngoại. Nếu Đảng Cộng sản không thay đổi, tiếp tục đối đầu với nhân dân thì cuối cùng số phận của nó cũng như số phận của Đảng Cộng sản, Liên Xô và Đông Âu. Và nếu các đảng cách mạng quốc gia không chịu thay đổi để trở thành các đảng chính trị, tiếp tục chủ trương đối đầu tranh giành quyền lực thì cũng sẽ bị lịch sử đào thải. Bỏ điều 4 hiến pháp của Cộng sản. Trên diễn đàn phố Bosa TV, ông Hùng cho biết tổ chức Phục Hưng đấu tranh ôn hòa đòi bỏ điều 4 hiến pháp trên trong bài viết khi chưa bị kiểm duyệt. Ông có ý muốn nói tốt cho tổ chức này nhưng bị báo Nhân dân cắt bỏ. Báo Nhân dân không đăng phần này là vì trong cương lĩnh tổ chức Phục Hưng đã nói rõ chủ trương tiến hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây dựng dân chủ, hiến định, pháp trị, đa nguyên. Như thế Việt Nam cần có một hiến pháp mới do một quốc hội lập hiến được toàn dân bầu lên và soạn thảo. Mục đích của tổ chức Phục Hưng là Việt Nam phải có tự do chính trị, còn đòi bỏ điều 4 hiến pháp chỉ là mục tiêu đấu tranh ngắn hạn.
Ông Hùng đã lầm lẫn giữa mục tiêu và mục đích nên mới bị báo Nhân dân kiểm duyệt đục bỏ phần này. Mục đích của bài ông Hùng viết là chứng minh đa đảng gây phân hóa, chia rẽ, chia năm xẻ bảy, phe này choảng phe kia, không có lợi gì cho dân tộc, đất nước sẽ loạn lạc, đưa đến việc mất nước. Bài viết được đăng trên báo Nhân dân, cơ quan truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, xưa nay chỉ được cán bộ đảng viên xem. Người dân, nhất là người trẻ không đọc báo Nhân dân, như thế bài viết không phải để cảnh tỉnh cao độ các bạn trẻ đa đảng là rối loạn như câu cuối cùng của bài viết. Mục tiêu chính là để Hà Nội răn đe và ngăn cản các cán bộ đảng viên đang tự diễn biến, tự chuyển hóa, đòi đa nguyên dân chủ dẫn đến sụp đổ thể chế độc đảng toàn trị ở Việt Nam. Xin giới thiệu một bài viết thứ hai cũng của Nguyễn Quang Duy, bài viết với tựa đề Tập tranh cãi để chuẩn bị cho tranh cử tự do. Ở Việt Nam, chính trị là chuyện quốc cấm, càng cấm, bà con ta càng tụng năm tụng bảy. Người nói, người nghe thường tâm đắc nên tranh cãi chính trị ít khi xảy đến. Ở hải ngoại có tự do ngôn luận, trăm hoa đua nở, tranh cãi chính trị bùng nổ mọi nơi, bất đồng chính kiến sinh sôi nảy nở. Rồi khi đến bất hòa, gây gổ, thậm chí đánh nhau, đưa nhau ra tòa. Mạng toàn cầu phát triển, tranh cãi chính trị như rơm gặp lửa bùng lên trên mọi diễn đàn và trên từng Facebook cá nhân. Ở các quốc gia tự do người ta cũng tranh cãi, nhưng từ nhỏ họ được dạy cách tranh luận nên tranh cãi thường dẫn đến đồng thuận. Còn ở Việt Nam, văn hóa đông phương kềm hãm tự do ngôn luận, người Việt lại không biết cách tranh luận nên tranh cãi ít mang lại kết quả cụ thể. Tranh luận và tranh cãi lại là phương tiện để hòa giải bất đồng chính kiến, rất cần thiết cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Vì thế xin được ngắn gọn đưa ra phương pháp giảm thiểu tình trạng này để sửa soạn cho tranh cử tự do. Tranh luận chỉ xảy ra giữa những cá nhân hay tổ chức có cùng chung mục đích, mục tiêu, đúng thời điểm, đúng người và đúng phương cách. Mục đích là những gì chúng ta muốn đạt tới, mục đích rõ ràng giúp tổ chức xây dựng triết lý chính trị và chiến lược. Mục tiêu gồm những bước hành động cụ thể cho từng giai đoạn, gồm chính sách và chiến thuật hành động để đạt tới mục đích cuối cùng. Cùng chung một việc như đấu tranh chính trị, có tổ chức vận động nhân quyền, có tổ chức lại đấu tranh thay đổi thể chế, có tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ. Cùng một việc làm nhưng ba tổ chức có ba mục đích khác nhau, do đó mục tiêu cũng khác nhau. Có cùng một mục tiêu là mang lại sự tự do cho Việt Nam, nhưng cộng đồng là tổ chức dân sự, non-profit organization, phải chặt chẽ tuân theo luật pháp địa phương nên chỉ giữ vai trò yểm trợ. Đấu tranh giải thể Cộng sản là vai trò của các tổ chức đấu tranh chính trị, vì thế mục tiêu và phương cách hành động cũng phải khác nhau. Khi có chung mục đích và mục tiêu tranh luận, tập hợp được kiến thức và kinh nghiệm riêng của các thành viên thúc đẩy tổ chức tiến bộ và phát triển. Nếu không hội đủ trong những yếu tố chung mục đích, chung mục tiêu, đúng thời điểm, đúng người và đúng phương cách, tranh luận dễ dẫn đến tranh cãi. Tranh cãi cũng vô cùng cần thiết, nhờ đó mới thấy được rõ hơn sự khác biệt với mục đích và mục tiêu của mỗi tổ chức. Ngay trong nội bộ, một số tổ chức mục đích và mục tiêu cũng cần nhiều tranh luận để hoàn chỉnh, hợp tình, hợp lý và hợp thời cuộc. Người Việt từ nhỏ đã không được huấn luyện nên văn hóa tranh luận hay tranh cãi vẫn chưa được phát triển. Bởi thế, thay vì tranh luận để tìm ra hướng đi tốt, đẹp hơn cho tổ chức, thường chỉ tranh cãi rồi biến thành phê bình, chỉ trích, gây tình trạng phân hóa tập thể. Có tổ chức còn bộc lộ tình trạng thiếu dân chủ và thiếu văn hóa tranh luận nên chụp mũ nhau nó là Cộng sản nằm vùng. Các tổ chức đều chia năm xẻ bảy, không ai chấp nhận ai, không ai đối thoại với ai, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, gây mất niềm tin nơi cộng đồng
và đồng bào quốc nội và đồng hương ở hải ngoại. Nước Mỹ đang trong thời điểm tranh cử tổng thống, các ứng cử viên Đảng Dân Chủ đang cạnh tranh ủng hộ cử tri thuộc Đảng Dân Chủ. Mỗi ứng cử viên đều có một ban tham mưu đưa ra chiến thuật và chiến lược riêng, các chính sách đối nội và đối ngoại, kế hoạch gây quỹ thu hút cử tri trên và các phương tiện truyền thông đại chúng và trực tiếp gặp cử tri. Ban tham mưu này không ngừng tranh luận mọi vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử, tranh luận cả kỹ thuật gây tranh cãi trong quần chúng cử tri. Các cử tri thì tranh cãi về chính sách, về các ứng viên và làm sao để Đảng Dân Chủ được thắng cử. Đây là điểm ưu việt của hệ thống bầu cử Mỹ. Đa số cử tri đều tích cực ủng hộ từ tài chính đến tinh thần và nhiệt tình tranh cãi chính trị. Chính việc tranh cãi đã tạo thành một nét đặc thù văn hóa như thế. Mỹ rất quan tâm đến chính trị và biết rõ chính sách và giám sát việc làm của từng dân cử. Văn hóa này giúp cho nước Mỹ thành một tiến bộ, giữ vai trò cường quốc số 1 trên thế giới. Nói tóm lại, tranh luận thường trong nội bộ, còn tranh cãi là ở bên ngoài với đối thủ. Kỹ năng tranh luận và tranh cãi vì thế đều rất quan trọng trong việc tranh cử tự do. 44 năm qua, người Việt hải ngoại thường chọn tham gia các phong trào đấu tranh, nhưng phong trào muốn phát triển tốt, tổ chức phát động phong trào cần công khai mục đích, chính sách và chiến lược. Đáng tiếc các tổ chức đấu tranh đều thiếu công khai và minh bạch, nên hầu hết các phong trào đều sớm nở tối tàn, không mang lại kết quả cụ thể. Có phong trào còn gặp mâu thuẫn giữa tổ chức phát động và người theo phong trào. Để có được một tổ chức tốt, mọi thành viên cần phải nắm vững nội quy tổ chức và thường xuyên có cơ hội tranh luận việc sửa đổi nội quy cũng như chính sách sao cho phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu ngắn hạn. Nhờ mục đích rõ ràng và nắm được đường hướng, thành viên mới có thể tự tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức, phát triển khả năng tranh luận nội bộ, tranh cãi với những cá nhân ngoài tổ chức và thuyết phục quần chúng ủng hộ. Khi đó, tranh luận và tranh cãi sẽ trở thành nghệ thuật thuyết phục quần chúng để đối chọi với tuyên truyền dối trá của Cộng sản Việt Nam. Như mọi nghệ thuật, thuyết phục quần chúng đòi hỏi các tổ chức thành viên tổ chức phải luôn mở mang kiến thức, kiên nhẫn, tập luyện và thường xuyên thực hành. Mỗi thành viên khi đó trở thành một cán bộ dân vận và đóng góp cho tổ chức vừa đẩy mạnh quá trình dân chủ hóa Việt Nam. Ở hải ngoại ngày nay, hầu hết các tổ chức đấu tranh chính trị đều rơi vào bế tắc. Nhưng nơi nào cũng phát triển cộng đồng với nhiều tổ chức hội đoàn và hầu hết đều mong muốn đóng góp cho Việt Nam tự do. Còn trong nước và việc thành lập tổ chức có mục đích và nội dung và nội quy rõ ràng bị hạn chế rất nhiều. Thành lập nhóm là tốt, với vài ba người cùng tâm huyết ngồi lại trao đổi về đường hướng sinh hoạt và hành động, đồng thời tìm kiếm bạn bè tổ chức cùng chí hướng là việc rất cần làm. Khi các tổ chức, các nhóm nhỏ đã hoạt động tốt, gặp điều kiện thuận lợi, tiến đến kết hợp hay liên minh tạo sức mạnh tổng hợp. Tại Hoa Kỳ, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ bao gồm hàng ngàn tổ chức chính trị, kinh tế, tôn giáo, nghiệp đoàn và dân sự lớn nhỏ cùng hàng chục triệu đảng viên cá nhân không tham gia các tổ chức. Cứ đến mùa tranh cử, các tổ chức lại tranh luận nội bộ để chọn lựa ủng hộ và gia nhập trong hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Chừng 3 triệu người Việt Nam đang sống, hàng trăm ngàn sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ đã biết về hệ thống tranh cử của Mỹ. Nhiều người Việt tích cực tham gia các sinh hoạt chính trị và có nhiều kinh nghiệm trong việc vận động tranh cử tại Mỹ. Phải chăng tranh cử Mỹ là một phương cách khả thi cho tranh cử tại Việt Nam thời hậu Cộng sản? Khi Việt Nam có tự do chính trị, mọi công dân đều có cơ hội bình đẳng và chính trị. Luật pháp không thể cấm các cựu đảng viên Đảng Cộng sản đi bầu hay lập đảng mới để tranh cử công khai. Nhiều đảng viên Cộng sản giờ đã thành đại gia, có tiền, lắm thông tin, có ảnh hưởng, có sẵn bè nhóm,
Sẵn quan hệ rộng rãi nên có nhiều cơ hội thắng cử hơn các thành phần khác trong xã hội. Thêm vào đó, người Việt hải ngoại có thể sẽ can thiệp hay ảnh hưởng vào kết quả tranh cử và hệ thống chính trị ở Việt Nam. Muốn Việt Nam có tự do dân chủ thực sự cần có các đảng chính trị hoạt động hiệu quả và nhanh chóng thích ứng với giai đoạn chuyển tiếp vận động cử tri tham gia bầu cử và bầu cử cho tổ chức của mình. Bởi thế, tranh luận và tranh cãi chính trị cần được xem là cốt lõi của tự do và dân chủ. Bài viết của Nguyễn Quang Duy tại Melbourne, Úc Đại Lợi, ngày 13 tháng 11 năm 2019. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.